Chào mừng các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Khanh Channel. Đây là kênh mà Khanh sẽ chia sẻ với các bạn và các anh chị về những món phụ kiện hay hay dành cho xe. Ngày hôm nay thì Kia Carnival 2024 này thì bên Khanh đang lên một cái hạng mục là cửa hít, hai cửa hít trước và một cái bộ tán nước hoa. Thì trong cái video này Khanh cũng sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn và các anh chị về cái nguyên lý hoạt động của cái bộ cửa hít ra. Rồi, thì đây thì bên Khanh cũng đã lắp xong rồi các bạn. Ở đây thì Khanh sẽ thao tác thử cho các bạn và các anh chị cùng xem. Đối với cửa hít á thì chắc camera quay từ hướng này để cho nó dễ ha. Thì khi mà anh chị đóng lại nè, đó, ngay lập tức á, cái cửa hít của mình nó sẽ tự động nó kéo cái cánh cửa lại rất là nhẹ luôn. Đó, thì cửa hít á, khi mà bên Khanh lắp á, bên Khanh sẽ lắp một cái bát zin và thêm một cái motor nữa, cho nên là Khanh không có độ đẻo gì hết ở trên cái ổ khóa zin của xe, cũng như là mình sẽ đi một cái hệ thống điện đơn lập, không có ảnh hưởng tới hệ thống điện của xe ha. Rồi, thì bây giờ Khanh sẽ chia sẻ tới cái cửa hít của bên kia cho các bạn và các anh chị cùng xem. Ở bên này á, thì các bạn và các anh chị cũng sẽ đóng và thao tác giống như cái cánh cửa tài của mình luôn. Đó, thì khi mà mình đóng nè, cơ cấu hoạt động của mình á, rất là nhẹ luôn. Các bạn thấy là mình thảy ra hai khớp nó sẽ khớp lại với nhau á, thì cái cửa nó sẽ kéo lại. Đó, kéo hết rồi luôn. Các bạn và các anh chị không có cần phải dùng quá nhiều lực. Đó. Rồi thì sẵn ở bên đây luôn thì Khanh cũng sẽ chia sẻ với các bạn và các anh chị là cái bộ tán nước hoa mình sẽ lắp như thế nào ha. Ở đây ạ. Cái bộ tán nước hoa của mình á là mình sẽ lắp ở trong cái cốp này, cho nên là cái ưu điểm của nó là không có bị ánh nắng rọi trực tiếp vào trong cái nước hoa, không có làm cho nước hoa của mình nó quá gắt. Cũng như á là khi mà mình đề máy lên á thì cái nước hoa nó sẽ tự động nó tán luôn. Nó tán theo cái cửa gió điều hòa của xe, nên là cái mùi hương ở trong xe được lan tỏa ra rất là nhẹ nhàng. Đó, không quá gắt, không quá nồng nha các bạn. Rồi, thì tổng thể trong cái video này Khanh cũng đã chia sẻ cho các bạn và các anh chị một cái bộ cửa hít và một cái bộ tán nước hoa lắp cho xe Kia Carnival 2024. Thì nếu mà các bạn và các anh chị nào quan tâm về bộ cửa hít cũng như là tán nước hoa thì hãy liên hệ cho Khanh, số hotline Khanh sẽ để góc màn hình ở trên. Các bạn liên hệ và Khanh sẽ tư vấn cho các bạn và các anh chị món phụ kiện phù hợp cho dòng xe của mình. Ngoài ra các bạn nhớ đăng ký kênh của Khanh để đón xem những cái video hay hay về những món phụ kiện mà Khanh chia sẻ nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.